Để kẹp nhẹ chân lại. Quên em cái túi đệm kẹp vậy. Kẹp gì? Kiếm cái gì tao bỏ vô. Thì có nguyên cái túi của em á. Lần vô lâu rồi xưa á. Đúng á, lúc ăn chơi á là chuyện nguyên cái vali sách đi luôn. Cùng hết. Đi quýnh cây nào vậy? Lớn hay nhỏ? Cái 2 rưỡi luôn nha. Nhưng mà anh mới đưa cho em đúng không? Ừ. Cây này nó cứng như cây củi vậy nè. Gì? Em xoắn vô nó vô mà. Ô cây này dẻo dẻo đã ghê ta. Cái gì vậy? Cây teo quật áo bác. Cây cũng lâu rồi. Quýnh cây này em lấy để em đi du lịch đồ cho nó tiện, đi máy bay đồ cầm leo theo lên luôn khỏe. Tôi quýnh mấy ngang hả ta? Rồi vậy hôm nay là tại em biến quá không đem đi theo câu lóc đi bắp chỉ rồi. Câu lóc em cũng mang mấy ngang không à? Ừ đó. Lóc bông đồ trong mấy ngang. Chút xíu nữa khoảng 9 giờ mấy em đi. trời, mới vừa dính xong rồi nè, mất con mồi. Nát bét luôn nè, nó trắng. Triêu kia 95 trắng lụng luôn kìa. Yeah. Không uổng công nãy giờ mình đứng đây bào. Giờ mình đi vô ăn cơm, chắc phải lấy mấy cái cành cây này che con cá lại, tại vì con đường này có nhiều người qua lại á, với lại có mấy anh thợ đang hút cát ở đây, sợ lùm con cá của mình đi. Năm này rất là vui luôn các bạn. Ở đây là một vườn nhãn, hồi xưa là ở đây là vườn xoài, giờ đổi qua trồng nhãn. Nhãn quá trời, nhãn đẹp quá ha. Nhãn này giống như dạng nhãn da bò ha. Một vườn luôn. Trồng xoài, cái sắn nè, xoài, sắn nè, sắn ấy, củ mì, cây mì. Trong đây là một cái khu rừng luôn, cái khu rừng rất là cây cối cao, để như nguyên sinh luôn á. Ở đây là chặt bớt rồi, hồi trước nó dài, nó rậm ra tới ngoài này. Lần nào xuống đây cũng bị mưa. Nấu phải trà nấu quá trời luôn á. Cá gì? Cá chẹm. Phải có cần cứng mới bắt được. Đó. Chẹm trong đó phải có cần cứng mới bắt được. Còn có cá có mấy. Nhưng mà cũng phải nảy lên. Dạ. Đi trà đó. Nghĩa bưng nghĩa. Đi nhà này. Cái chừng cần để đè gãy. Có thấy giờ có ăn không? Không. Thấy giờ tôi đi quýnh rồi. À quên còn đôi nữa. Gì cá kèo với cá nâu, cá kèo đầm. Cái đầm này hơi bị ngon, hôm bữa mua về ăn ghiền luôn, ăn nhít nách luôn. Bữa nào đặt đó kêu thịt bầu mà ta. Hôm bữa mua 2 kg về mà ăn có bầu á. Ừ. Đâu? Chú Năm mang ra mà. Tôi thịt bầu rồi. Phải không? Ừ. Em thấy ấy nó chú Năm ơi, cái này thịt của bầu không chú? Con này mới lên nữa bạn. GoPro hết pin mình không kịp quay. lên bằng con Megabass. Chán mấy anh ghê, mấy anh ơi. Đâu hết rồi? Cá quá trời, mấy anh không câu, mấy anh cứ vậy không. Hả? Thêm con nữa nè. Con này là của anh. Con này là của anh đó. Con này nhỏ hơn con kia. Sau lưng nhà nè. Đó, cá lớn lớn không mình. Đầm này ngon. Sừng cũng cứng chứ. Bây giờ luôn. Đúng quá luôn. Nặng quá. Nặng quá đó luôn. Này phải đi giảm cân mới ở dạ. Dạ nè hết. Bước vô đây hả? Trơn lắm à. Bỏ dép ra đi vào không. Tên trang nước là anh đu đu vô mấy trang nước nó thơm xuống. Sao đi à. Từ từ. Tôi chừng có mấy trang nước nữa. Phải dính con 15kg nhảy luôn à. Bơi với nó luôn. Bà con xem clip của mình mà bà con thấy cái clip của mình nó giúp bà con xả được chút xíu stress sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi về á, thì bà con nhớ ủng hộ mình một nút đăng ký kênh nha. Ví dụ như mà bà con nào mà đã đăng ký kênh ủng hộ mình rồi á, thì bà con tặng cho mình xin một nút like ha, cũng như là một lượt chia sẻ nè, để cái kênh cũng như là cái clip nó được nhanh chóng phát triển nha các bạn. Cái nút like các bạn nhìn nó nhỏ như vậy thôi, nhưng cái tình cảm nó mang lại là hơi bị nhiều quá nha. Nhớ nha bà con, chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn.